Anh Việt thì ăn cả 10 năm rồi, còn mình thì ăn cũng khoảng 4-5 năm gì đấy. Này, tô đầy ốc này. Nghiêng, không nghiêng nổi luôn tại vì nó bị đổ. Rất là thơm. Hai cục riêu to, chả bá lửa với cả là một cục gân. Ngon quá. Mình cũng tưởng một nhiều rồi. Chào tất cả các bạn đã đến với Là Đà Lạt ở một video tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ quyết định giới thiệu cho mọi người một tiệm ăn sáng. Nó là tiệm ăn sáng Ngọc Ánh ở trên đường Phù Đồng Thiên Vương. Đúng rồi, đường Phù Đồng Thiên Vương. Một trong những quán ăn sáng bún bò, hủ tiếu với rất là nhiều món ngon rẻ. Tại vì nó gần khu sinh viên mà, khu ngã năm mà. Bây giờ hãy cùng Đà Lạt đi nhá. Rồi, bây giờ đi thôi. Ở đây thì đi thẳng sẽ đến với đường Phù Đồng Thiên Vương và Thung Lũng Tình Yêu. Rẽ phải sẽ là đường Trần Nhân Tông. Đi ra vườn hoa thành phố, ra với Hồ Xuân Hương. Và rẽ trái thì hai bên là đường Nguyễn Công Trứ và đường Bùi Thị Xuân. Và mình đang đi ở đây, đây là đường đường gì quên mất tên rồi, tự nhiên quên mất tên rồi. Đường gì quên mất tên rồi, tự nhiên quên tên. Bây giờ sẽ từ ngã năm nhá, mọi người sẽ đi thẳng theo đường Phù Đồng Thiên Vương, phường 8. Đến đi du lịch ở đâu cũng vậy, không chỉ ở Đà Lạt đâu. Nếu muốn ăn ngon, ăn rẻ thì cứ hỏi người dân thôi. Hoặc là đến những cái nơi mà người dân địa phương hay đến. Hoặc muốn ngon rẻ nữa thì muốn rẻ hơn nữa thì có thể đến với những cái khu sinh viên. Thì ở Đà Lạt cũng vậy thôi. Giống như cái hồi mình đi Nha Trang cũng vậy. Những cái nhà hàng hải sản bên cạnh biển rất là mắc tiền. Nhưng mà hỏi người dân, người ta chỉ cho quán ăn bên đường thôi. Trời ơi, cực kỳ ngon. Hôm nào đi Nha Trang mình sẽ tiết lộ cái quán đấy cho mọi người nhé. Đây là đường Phù Đồng. Thì văn phòng mình cũng ở phía trên này luôn. Thì từ khoảng ngã năm này đi lên khoảng hơn một cây số thôi, các bạn sẽ thấy bún bò Ngọc Ánh bên tay phải. Anh Việt thì anh bảo là quán này hơn 10 năm rồi, tại vì anh Việt cũng ăn ở đây từ hồi còn sinh viên cơ. Còn mình thì chỉ ăn trong vòng khoảng 3-4 năm trở lại đây thôi. Đây, bún bò Huế Ngọc Ánh bên tay phải nhé. Đối diện với nhà hàng hải sản Hải Châu ở đây này. Hàng Hải Châu phía bên tay phải đây. Rồi bây giờ đi vào nha. Mình sẽ đi vào đây ăn bún bò. Mình thì ăn bún riêu. Bún riêu rất là ngon. Đi vào nha. Cho em một bún riêu nha chị. Cảm ơn chị. Lâu lâu thì lại qua đây ngoán bún riêu. Rau này là rau cua rôn, được thái mỏng ra. Mấy hôm mình đi Nha Trang, đi Phan Rang tắm biển á, đi làm rồi tắm biển luôn. Cái hôm đi Nha Trang thì không đi được, không tắm biển được tại vì biển động. Còn cái hôm đi Phan Rang thì trời rất là nắng, tắm rất là thích luôn. Và hậu quả là bây giờ này, cái da mặt bắt đầu nó sẽ tróc, bắt đầu lột và nó. Rồi, cảm ơn chị. Chào chào ơi. Một tô. Đấy, tô bún đầy chóc luôn này.
Thì lâu lâu thì mình với anh Việt hay qua đây ăn sáng. Anh Việt thì ăn cả 10 năm rồi, còn mình thì ăn cũng khoảng 4-5 năm gì đấy ở đây thôi. Mọi người thấy nhá, tô bún mình gọi tô bún riêu này, tô đầy ốc này, nghiêng không nghiêng nổi luôn tại vì nó bị đổ. Rất là thơm. Mời mọi người ăn sáng nhé. Mình sẽ bỏ, tại vì cái chỗ này người ta cho nhiều quá. Chị Ánh chị múc nhiều quá. Nên là quán Ngọc Ánh gần đối diện với cái phía trước là Hải sản Hải Châu, một trong những nhà hàng hải sản lớn nhất tại Đà Lạt. Rất là ngọt. Mình sẽ bỏ một ít mắm tôm vô. Bún riêu mà không có mắm tôm ấy thì nó rất là thơm. Đúng. Đúng mắm tôm luôn. Thơm quá. Mình sẽ thử cái món riêu này. Hai cục riêu to chả bá lửa với cả là một cục gân. Một cục giò nhé. Mình đến đây chỉ có ăn món riêu thôi. Cái đợt vừa rồi đi Nha Trang, đi Phan Rang, anh em đội đội bóng ai cũng về cũng sùi sùi hết luôn. Đi giao hữu Tứ Hùng của các lão tướng ra đấy và cúp đã về với Lâm Đồng, về với thành phố Đà Lạt. Ngon ghé. Cái tô này ăn khi nào cho nó hết luôn á. Lâu rồi mình mới đi ăn. Và giới thiệu cho mọi người những cái quán ăn ngon rẻ tại Đà Lạt. Mình đi hơi trễ cho nên là, với cả là tại vì mình muốn quay giới thiệu cho mọi người cho nên là mình đi trễ. Chứ còn đi vào khoảng 6 giờ, 7 giờ thì rất là khó tìm được chỗ ngồi. Phần lớn mà khách ăn ở đây á, đều là những cái vị khách mà ăn ở đây khoảng chắc cũng về lâu đời rồi. Tầm 3-4 năm như mình chắc là kiểu khách mới á. Còn giống như người ta ăn toàn trên 4-5 năm, hay khách quen luôn à. Giống như cơm ăn mà đến cuối năm, năm nào cũng được tặng lịch vậy. Ngon quá. Mình cũng kiểu bật nhiều rồi. Nhiều khi mọi người xem video của Lạc Lạc thấy cho ăn uống nó nghe cái âm thanh nó to ấy, là vì mình để cái mic ở đây này. Ở đây này. Cho nên là cho dù mình nói cực kỳ nhỏ ấy thì nó cũng thu được hết. Còn nếu ăn uống bình thường thôi á, nhưng mà cái cảm giác cái tiếng sụt sùng nó hơi to á. Chứ không phải là mình ăn nó không lịch sự nha. Và giá cả ở đây thì khoảng 30-35 thôi, 30-35-40 thôi, cho nên nó rất là rẻ. Xung quanh đây là vì khu sinh viên cũng rất là nhiều, người ta đi làm trọ quanh đây cũng rất là nhiều, người ta cũng lựa chọn qua đây ăn sáng. Dần dần mình cũng thấy khách du lịch qua đây ăn, tại vì
đơn giản là ngon đó, người ta ngon rẻ thì người ta truyền tay nhau á. Dân được luộc rất là kỹ, được hầm nhé, nó ra cái cục thịt luôn này đó. Cái này người ta phải hầm cả đêm đấy, thậm chí là hầm từ buổi trưa luôn, tại vì xong buổi chiều thì bắt đầu người ta không phải nghỉ ngơi, bắt đầu người ta chuẩn bị cho ngày mai. Ví dụ như cái này này, ngon lắm. Và đó là quán bún bò Ngọc Ánh mình mới giới thiệu cho mọi người, ở ngay cạnh đường Phổ Động Diên Vương, ở ngay khu sinh viên luôn, tường đảo Đà Lạt luôn, ngay ngã năm luôn, cho mọi người có thêm một lựa chọn để lên Đà Lạt có thể ăn uống nó ngon rẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Đà Lạt nhé. Mình tắt máy ăn thêm tô nữa là chắc rồi đó.